mỗi tháng có hàng trăm tấn hàng cũ từ Nhật chuyển về Việt Nam. Và câu hỏi đặt ra là Nhật nó lấy đâu ra nhiều hàng cũ như thế để bao nhiêu năm nay tháng nào cũng hàng trăm tấn chuyển về Việt Nam mà chưa hết. Đấy mới chỉ là chuyển về Việt Nam nữa, chưa kể là đi các nước khác. Và một câu hỏi nữa là với cái lượng mà xuất ra nước ngoài hàng cũ nhiều như thế thì bao giờ thì Nhật Bản sẽ hết hàng cũ? Đây là cái chủ đề rất là hay và hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận về cái chủ đề này nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Phùng, chuyên mua hộ đấu giá hàng Nhật Mỹ về Việt Nam. Về cái chủ đề này thì nó bắt nguồn từ việc hôm nay mình ngồi cùng với một vị khách của mình. Đấy, anh ấy đang kinh doanh hàng cũ của Nhật ở thị trường Việt Nam. Thì sản lượng bán của anh ấy cũng khá là tốt và cũng là nguồn thu nhập chính của anh ấy. Thế nên là tự nhiên hôm nay anh ấy hỏi một câu rất là hay là một tháng có hàng trăm tấn, như theo mình biết là cũng có hàng trăm tấn hàng cũ nhá, chưa kể hàng mới thì mình không đo đếm được, hàng cũ từ Nhật về Việt Nam theo cả đường biển và đường bay. Đó. Mà bao nhiêu năm nay rồi không biết là nó lấy đâu ra nhiều hàng cũ đến thế. Đó. Anh ấy thì kinh doanh về hàng Nhật cho nên là cũng sợ một ngày nó hết hàng để mà bán. Đó. Nó ảnh hưởng đến việc kinh doanh không? Thì hai anh em đã có cái sự trao đổi rất là hay, rất là vui và mình cũng muốn chia sẻ cái quan điểm của mình về cái câu hỏi này. Đó, đây là quan điểm cá nhân nhé. Mọi người mà có những ý kiến nào về cái chủ đề này thì mọi người có thể để lại comment, chúng ta sẽ cùng bàn luận. Theo mình ấy, thì nó sẽ có nguồn bổ sung. Đó, nó sẽ nguồn bổ sung và nó đến từ những nguồn sau. Thứ nhất là do cái thói quen sử dụng đồ của người Nhật. Đó. Như các bạn biết là người Việt Nam mình thì sử dụng đồ chắc là hỏng thì mới thay, hoặc là hỏng mang đi sửa không dùng nữa thì mới thay, vứt, bán đồng lát. Nhưng người Nhật thì họ không như vậy, họ có thể là dùng hết khấu hao, họ bỏ. Cái thói quen là dùng hoặc là có cái hàng mới thì họ phải mua. Đó. Ở đây là hết khấu hao nhé, hết khấu hao họ sẽ bỏ, hoặc là mình thấy như là mình ở cái phần này là khi mà mình mua hàng cũ thì rất nhiều hàng họ dùng nước, họ gần như sử dụng về họ sử dụng vài lần xong họ bán thì rất là nhiều, mình không hiểu lý do vì sao. Đó. Nhưng có vẻ mình cảm tưởng như người Nhật thì họ rất là chóng chán, mua về sử dụng rất là chóng chán trong khi hàng rất là bền. Phải nói là hàng Nhật rất là bền. Bền là một trong những yếu tố mà giúp cái hàng Nhật này nó vẫn rất là hot. Đấy, có những hàng 5-60 năm chạy tốt là có thật. Mình đã từng mua những cái hàng cho khách của mình, những cái bộ âm ly sản xuất từ năm 1960 mấy đến 50, hơn 50 năm rồi mà nó vẫn chạy tốt. Về hỏi khách, anh ơi hay chạy không? Khách không? Vẫn chạy. Hàng rất là ok. Đấy, thì nó là do cái đầu tiên là do cái thói quen sử dụng. Đấy là chưa hết khấu hao là họ bán đấy, về cái hàng đồ cứ hết khấu hao là họ bỏ. Sang cái nguồn thứ hai nó vẫn liên quan đến cái quy định pháp luật của Nhật, đấy là khi mà các bạn vứt những hàng, nhất là đồ điện tử, nó gọi là rác đấy. Khi các bạn vứt rác thì các bạn sẽ phải mất phí. Thì thay vì mất phí thì họ bán rác luôn, bán rác lên các sản phẩm điện tử cho mọi người mua, vừa không mất phí vừa được tiền. Ô, thì dại gì không bán đúng không? Thành ra là họ nhà nhà bán rác. Đấy, và Việt Nam thực sự là đang mua rác về Việt Nam. Nói thì hơi tự ái nhưng rất nhiều khách hàng bảo tự ái, đọc tự ái, mình mua về dùng mất bao tiền mua về mà nó ghi là rác. Đúng, nó ghi lên trên đấu giá, các bạn hay để trên giá nó ghi là hàng rác. Mặc dù mình mua hết được mấy triệu, kể cả chục triệu, hơn chục triệu về vẫn ghi là rác thôi. Đấy, vì cứ hàng cũ gần như là nó ghi là rác. Đấy, nó cũng chẳng check chứ gì đâu, nó chỉ bảo
có xác nhận vào nguồn điện, chả biết là hỏng hay không, lâu rồi không dùng, thế rồi. Thì đấy cũng là một trong những nguồn mà nó cứ bổ sung liên tục vào cái nguồn hàng cũ cho cái thị trường Nhật. Đó. Cái nguồn thứ ba nữa, theo như mình biết thì người ta vẫn sản xuất, các nhà máy vẫn sản xuất và lượng hàng tồn kho thì nó cũng có, và sau một thời gian nhất định là họ cũng sẽ bán giảm giá, sale để tuần cho thị trường những cái hàng mà tồn kho lâu ngày, người mua nó cũng nhiều chứ không phải ít. Những cái hàng đấy thì thường họ cũng sẽ có fix giá luôn, chứ nếu mà trên đấu giá thì nó cũng rất là ít. Có thể là họ sẽ mua thẳng trên đấu giá, họ có giảm giá như nào đấy, nhưng mà lượng hàng đấy nó khó. Hoặc là những cái hàng như đồ gốm đồ kiếc đấy thì nó, người ta cũng sẽ vẫn có sản xuất bổ sung, trang sức cũng vậy, vẫn có sản xuất bổ sung. Cái nguồn tiếp theo mà là cái nguồn mà mình nghĩ là sẽ có rất nhiều người sẽ thấy làm lạ ở cái nguồn này, đó là nguồn hàng từ nước ngoài, từ nước ngoài chứ không phải xuất phát từ nội địa Nhật Bản. Nó là có nhiều là khác. Rất nhiều anh em mua về bảo ôi dính hàng Trung Quốc rồi, đấy đấy là một nguồn hàng từ nước ngoài. Và nhiều khi mọi người cứ thấy hàng nó kém chất lượng, mọi người cứ nói là ô hàng Trung Quốc, nhưng thực ra nó không chỉ có ở Trung Quốc chuyển sang đâu, thậm chí từ Việt Nam chuyển sang cũng có nhé. Đó, từ Việt Nam chuyển sang cũng có. Đấy là một cái nguồn hàng từ nước ngoài chuyển sang. Đấy, ngày xưa thì có thể là đồ nội địa Nhật, nhưng mà các bạn mua thì nó chỉ là đồ Nhật thôi. Nhưng mà bây giờ người ta làm kinh doanh mà, Nhật người ta làm kinh doanh, thiếu hàng người ta vẫn nhập. Nhập từ nước ngoài về, nhập từ Trung Quốc về, nhập từ Việt Nam về để người ta bán. Đấy là chuyện bình thường. Đấy, mọi người vẫn mua dính vài hàng Trung Quốc. Đấy là một cái nguồn hàng nữa. Cho nên là cái khi mà mọi người mua thì mọi người cũng sẽ phải tỉnh táo, chọn lựa cái hàng làm sao nó chuẩn, tránh việc mà mua phải những cái hàng Trung Quốc. Bây giờ cứ gọi cái hàng nước ngoài, hàng Trung Quốc đi. Thực ra là mình cũng có rất là nhiều cái hàng mới nhá, nhiều hàng mới mà mình mua ở trên những cái website của Nhật Bản luôn ấy. Nhưng mà nó mất 3 đến 4 tuần sau khi đấy mình check ra thì nó lại mua từ nước ngoài, nó không ghi hẳn từ Trung Quốc đâu. Nhưng mình cũng hiểu là nó sẽ đặt nhà máy sản xuất ở các nước ngoài. Sau đó là mình đặt ở trang thương mại điện tử của nó thì nó sẽ sản xuất, sau khi sản xuất xong thì nó chuyển từ nước ngoài về. Đó. Mà mình mua chứ nó cũng không phải là sản xuất từ Nhật Bản. Có mấy cái đồng hồ mình mua cho khách, hình như là nó làm bên Trung Quốc. Nhưng mà hãng ấy, nó bảo nó ghi ở trên web nó đặt từ nước ngoài, công ty đang sản xuất xong thì nó chuyển về. Đấy, và theo cái mã tracking thì mình thấy là nó từ Trung Quốc chuyển về. Đó. Thì đấy là một cái nguồn nữa, là nguồn từ nước ngoài. Đó. Đây là những từ bốn cái nguồn này thì nó luôn cung cấp được cái lượng hàng hóa gần như nó dồi dào cho cái thị trường hàng Nhật. Cho nên là để mà hết thì mình nghĩ là sẽ còn lâu nó mới hết. Với cái lượng tiêu thụ hàng Nhật hiện tại ở Việt Nam mình thì mình cũng không phải nói xấu hàng trong nước đâu, nhưng mà hàng Nhật nó vẫn ở có một cái tầm nào đấy. Khi mà chất lượng từ là đồ điện tử thì nó rất là bền. Đấy, hàng trang sức thì rất là tinh xảo. Trang sức thì theo như giới khách hàng trong nghề mình nói là có, nó vẫn là vàng, vẫn là bạc như thế, nhưng mà cái chế tác của nó ở Việt Nam không bắt chước được. Đấy, mình nghe chia sẻ nói chuyện cùng khách hàng ấy nhé. Nó cho nên là cái hàng mua từ Nhật về nó bán nó vẫn được giá hơn là cái hàng trong nước. Quay lại cái câu hỏi thứ hai, đấy là vậy khi nào
khi nào nó hết đấy thì mình nói gọn trong vòng một năm nhé, lâu thì hiện tại mình cũng chưa biết là bao giờ nó hết, tức là cũng không đánh giá được. Nhưng mà có cái điều này mình dám chắc chắn là trong một năm sẽ có những thời điểm hàng ít, có thời điểm thì hàng nhiều. Đó, cái này có theo mùa. Có những thời điểm mà mình nó toàn bộ ấy, chứ không phải là chỉ có một vài mặt hàng, nó giảm chung luôn. Mình có nên có hỏi khách nữa, tại sao giờ này anh chị mua ít thế, thì bảo là làm gì có hàng mà mua. Đó. Lên mua thì trên các web mua nó không có, những hàng đẹp gần như không có, thì gần như nó sẽ có những cái thời điểm mà nếu như mọi người để ý thì là anh chị em nào đấu nhiều thì sẽ thấy là cái thời điểm gần như cuối năm hoặc là đầu năm này, rồi là cái tháng 8 dương của mình thường hay rơi tháng 7 âm, với tháng cô hồn ở Việt Nam ấy. Vừa là ở Việt Nam mình không muốn mua hàng, nhưng mà cơ bản là ở bên Nhật cũng không có hàng. Thời điểm đấy thì nó là cái lễ hội on bon của nó, gần như dân đi chơi sao nó ít bán. Đấy, và những cái thời điểm cuối năm thì gần như là ở Nhật nó cũng muốn xả hàng nhanh, gần cuối năm là nó xác định cuối năm nó phải bán hết hàng rồi, chơi Tết. Sau đấy thì nó nghỉ ra năm thì bắt đầu hàng hóa bắt đầu sản xuất, mới bắt đầu nhập vàng. Đây là cái thời điểm đầu năm cũng rất là ít hàng. Để mà bán Tết thì mọi người mà xác định mà mua hàng bán Tết thì chắc bây giờ mọi người, đây là cái thời điểm mọi người cần nên nhập hàng. Nhập nhiều chứ không đợi gần đến Tết không còn hàng để mà bán, mà nhập riêng về hàng Nhật. Cái này là mình chia sẻ dựa trên cái kinh nghiệm mà thực tế sau những cái thời gian mà mua hộ và vận chuyển hàng từ Nhật về Việt Nam, thì hôm nay sẽ có dịp để chia sẻ với mọi người như vậy. Còn về cái hàng Nhật này thì theo thời gian thì mình thấy là nhất là hàng cũ này, nói về chất lượng thì ví dụ như là hàng trang sức chẳng hạn, thì mình thấy là nó cũng đã được đối với những hàng lô hàng cân ấy, thì như là ngày xưa thì nó là cái hàng trang sức si, nói chung là nó theo đúng nghĩa là hàng người ta đã sử dụng rồi, người ta bán rồi, là ở trong những cái lô đấy người ta có thể là khách hàng mình mua mình thấy có vàng vẫn nhận được vàng hoặc những thứ giá trị đấy, là chuyện nó rất là bình thường trước đây. Nhưng mà thời gian này gần đây càng lâu thì dần dần cái đội đấy nó không còn là cái hàng cũ mà đúng nghĩa nữa, hàng sự gần hàng đúng nghĩa nữa, mà là có một đội kinh doanh và cái những mặt hàng đấy rồi đấy, cũ hay không thì gần như nó lọc hết rồi, và mọi người rất là ít khi mà có thể nào mà gặp được vàng. Tỷ lệ vẫn có nhưng mà nó là hiếm và là ít. Khách của mình thì hoặc là mua đồng hồ cũng thỉnh thoảng vẫn khăn được cây vàng nguyên khối có, nhưng mà nó không nhiều được như trước đây. Gần như là anh em ở bên Nhật kinh doanh bây giờ họ cũng chọn lọc các kiểu rồi. Đó, mình thấy là một số các chất lượng hàng như là về trang sức thì nó cũng, nhất là những cái hàng về đồ đống ấy, mọi người cứ mong muốn là về rồi nhặt được cái loại kia thì bây giờ nó cũng khác rồi, không còn được như thế nữa. Và khi mà nhập hàng thì mình cũng đã khuyên mọi người không nên mua những hàng đồ đống, trừ khi mình có được một cái giá nhất định cho nó, mình đánh giá được nó thì hãy mua. Còn nhất là những người mới mà nhìn những hàng đồ đống thì tốt nhất không nên mua, thì các bạn không đủ kinh nghiệm để mà đánh giá được những hàng đồ đống đấy. Trên đây là cái chủ đề mà về cái việc mà hàng cũ bắt đầu nhiều như thế và bao giờ hết. Thì anh em mà có những ý kiến gì về cái chủ đề này thì mình có thể trao đổi ở phía dưới bên comment nhé. Thì anh em mình cho nó xôm tí về cái lĩnh vực mua hộ vận chuyển hàng Nhật này. Đó, hy vọng là sẽ giúp được qua chủ đề hôm nay sẽ giúp được gì đấy cho mọi người có cái hiểu sâu hơn về cái hàng mua hộ đấu giá nói riêng, và là cái hàng nhập từ hàng cũ
Nhật về. Ngoài ra mà mọi người còn những câu hỏi gì về vấn đề liên quan đến hàng Nhật hoặc vận chuyển từ Nhật về Việt Nam thì có thể liên hệ mình theo Zalo mình ở phía dưới hoặc là comment vào bài viết nhé. Mua hộ đấu giá gì từ Nhật, Mỹ về Việt Nam thì liên hệ mình. Xin chào, hẹn gặp lại và hẹn gặp vào những video tiếp theo nhé.